Lần thứ hai trong nửa năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị chính phủ xây dựng lộ trình giảm giờ làm trong tuần của lao động khu vực tư nhân từ 48 giờ xuống 44 giờ và tiến tới còn 40 giờ. Đề xuất xây dựng lộ trình giảm giờ làm việc trong tuần của lao động khối doanh nghiệp từng được nêu nhiều lần trong một năm qua bởi lộ trình giảm giờ làm việc tiến tới 40 giờ mỗi tuần là mong mỏi của nhiều công nhân. Điều này được cho là phù hợp và theo kịp với các nước cùng khu vực tạo điều kiện cho lao động nghỉ ngơi tái tạo sức khỏe chăm lo cho gia đình